Sau hơn 10 ngày kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm máu O, bắt đầu từ sáng ngày 19 tháng 8, đã có rất nhiều người đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để hiến máu mỗi ngày. Tình trạng khan hiếm nhóm máu này đã được cải thiện. Đây là thông tin mới được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thông báo. Ngay sau khi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đăng thông tin kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm O, đông đảo người dân các độ tuổi ngành nghề, rất nhiều các doanh nghiệp, cơ quan, các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện, tổ chức xã hội đã không quản ngại đường xa, thời tiết, sắp xếp thời gian tham gia hiến máu. Tính từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, đã có 2.506 người đến điểm hiến máu cố định tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiến máu. Trong đó có hơn 70% người có nhóm máu O, trong khi những ngày bình thường, mỗi ngày điểm hiến máu tại viện chỉ tiếp nhận được trung bình 40 đơn vị máu. Lượng máu dự trữ của viện ngày 30 tháng 8 là 10.592 đơn vị, trong đó nhóm O đạt xấp xỉ 40%, tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Ngày 19 tháng 8, lượng máu O chỉ đạt 31% tổng dự trữ. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng cao, nên vẫn rất cần các cơ quan đơn vị tiếp tục vận động người nhóm O đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu. Hiện trung bình mỗi ngày Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 108 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Tại Việt Nam, gần 50% dân số có nhóm máu O, nên số lượng bệnh nhân cần truyền máu nhóm O luôn cao hơn so với các nhóm máu khác.